Ok, hôm nay chúng ta sẽ chế tạo ra những cái cúp đặc biệt. Chúng ta sẽ chế tạo ra thêm một bài chế tạo. Hình như công thức của mình đó chính là để cái này ở đây. Chúng ta sẽ ra được một cái God Crafting Table. Để coi thế nào. God. Chúng ta có khá là nhiều cái cúp để chúng ta có thể chế tạo. Boom. Chúng ta để như thế này à. Bam. Chúng ta có Dirt God Picket. Và thử coi nào. Ok, nó đào khá là nhiều đất ở xung quanh chúng ta. Chúng ta sẽ để như thế này. Và ngang qua như thế này. Yep, chúng ta đã có được Copper God Picket. Ở trên đầu cái cúp của mình nó có điện mọi người à. Wow. 3, 2, 1, yeah. Oh, nó không có tác dụng gì vậy. Oh my god. Chúng ta vừa mới, what. Ok, bây giờ mình sẽ để sợi xích của mình như thế này. Và ba cục sắt ở đây. Chúng ta sẽ ra được Iron God Picket. Thử coi nào. Yeah, cũng không có gì vậy. Thế là chuột phải. Boom. Ôi khoan, wow, nó còn quay ngược về cho mình nữa. What the heck.